Nhà đất Gia Lai xin kính chào quý anh chị. Hôm nay nhà đất Gia Lai xin phép được giới thiệu đến quý anh chị một lô đất 10 hecta. Lô đất tại địa chỉ xã Ia Phang, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Lô đất cách trung tâm Chư Bứ 5 km, cách cầu 110 10 km. Cầu 110 là cầu nối giáp danh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Lô đất chỉ cách quốc lộ 14 đúng 138m, chỉ cách trung tâm Chư Bứ 5 km, có tiềm năng phát triển. Đất đỏ ba gian, đường xá thuận tiện nên lô đất thích hợp với mọi loại hình đầu tư. Lô đất cách trường học, bệnh viện, siêu thị chỉ hơn 5 phút đi xe. Xung quanh lô đất đang phát triển rất nhiều dự án chăn nuôi, công nghiệp và dự án điện năng lượng mặt trời. Hiện tại Chư Bứ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung thì những lô đất đẹp, vuông vắn và diện tích lớn như thế này sẽ không còn nhiều. Mà nếu tìm được thì gia chủ thường là không bán. Thường lô đất có bán lẻ 1 hết, 2 hết hoặc theo nhu cầu của các anh chị. Anh chị em nào muốn biết chi tiết xin liên hệ về trang fanpage Nhà đất Gia Lai, số điện thoại 0868 021102 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Nhà đất Gia Lai nhận mua bán, ký gửi đất thổ cư, đất nông nghiệp, kho xưởng, hỗ trợ thủ tục pháp lý. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Nhà đất Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh để được nhận những thông báo mới nhất của Nhà đất Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại.